Chào mừng các bạn đã quay trở lại với M2 Deal Channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi đến phần tiếp theo của Yu-Gi-Oh! Duel Monster GX Season 2. Và phần phim này, nhóm Sodai sẽ kết nạp một thành viên mới, cùng với đó là trận đấu thăng hạng của show, cùng xem thành viên đó là ai và show có đạt được mong muốn của mình hay không. Vào phim nha. Sodai và show đang vận chuyển những bàn đấu đi đâu đó. Nghe lời đồn rằng phía trước có một cây cầu băng qua sông, ở đó có một nhân vật đứng chắn đường và thách đấu những người qua sông. Nếu thua thì sẽ bị lấy mất bàn đấu. May mắn thay, cả hai đang cầm một đống bàn. Sudai nghe đến đấu bài như cá thấy nước, cùng lắm nếu thua thì mất một cái bàn đấu chứ nhiêu. Đến nơi thì thật bất ngờ, đó chính là nhân vật mới đã xuất hiện ở tập trước. Cậu tên là Kenzan, học viên năm nhất ở Rai Yellow. Mới thời gian ngắn mà cậu đã thành lập một băng nhóm tên là Tyranno với chiến dịch khuếch trương danh thế. Tới nay họ đã hạ gục được 99 người, chuẩn bị ăn mừng kỷ niệm con số 100 thì gặp ngay Men chính. Bên cạnh đó họ cũng đã nghe danh tiếng của Sudai. Đây sẽ là cơ hội để tạo nên sức hút mới ở học viện, chấp nhận thách đấu. Sudai rút bài, triệu hồi Wildman ở thế thủ rồi kết thúc lượt. Đối phương rút bài, triệu hồi Gilasaurus, hy sinh nó để triệu hồi Dark Triceratops. Tấn công khiến Sudai còn 3.200 điểm. Vì khả năng đặc biệt của quái thú này, nếu sức công cao hơn sức thủ quái thú đối phương sẽ gây tổn thất dựa vào phần chênh lệch. Sudai rút bài, kích hoạt Monster Reincarnation, bỏ một lá vào mộ để lấy lại một quái thú từ mộ. Nhưng mục đích chính là lá bài bỏ vào mộ, đó chính là Neko Darkman. Khi hero này xuống mộ, có thể triệu hồi một hero cấp cao mà không cần phải hy sinh, triệu hồi Edman. Tấn công khiến đối phương còn 3.800 điểm. Kenzan rút bài, kích hoạt ma pháp môi trường, thế giới khủng long, có tác dụng sức công thủ của tất cả quái thú loại khủng long hoặc chim sẽ tăng thêm 300 và khi chiến đấu, chúng sẽ không bị tác động bởi bài 7. Chưa hết, có thể chuyển quái thú về thủ khi tấn công, một lá bài ma pháp môi trường mang lại khá nhiều lợi thế. Triệu hồi tổ tiên loài chim, tuy sức công được tăng lên thành 600, nhưng quái thú này có thể tấn công trực tiếp đối phương, khiến Sudai còn 2.600 điểm, úp một lá và kết thúc lượt. Sudai rút bài, triệu hồi Wildman, lệnh cho Edman tấn công trước. Kenzan lập tức lật bẫy Nest of Amber, chặn một đòn tấn công từ đối phương, chuyển quái thú tấn công sang thế thủ và sẽ không được đổi tư thế, vẫn còn Wildman. Tuy nhiên, quái thú bị chuyển sang thế thủ còn được cộng thêm 300 nên Sudai bị trừ ngược lại, còn 2.500, úp một lá và kết thúc lượt. Kenzan rút bài, kích hoạt ma pháp, động đất, chuyển tất cả quái thú trên sân về thế thủ, kích hoạt tiếp ma pháp, thuốc siêu tiến hóa, hy sinh một quái thú có cánh trên sân để triệu hồi một quái thú loại khủng long. Ác chủ bài Dark Tyranno xuất hiện, có thể tấn công trực tiếp nếu tất cả quái thú đối phương đều ở thế thủ. Nếu không làm gì, Sudai sẽ thua cuộc. Cậu lật bài Insurance, đưa một lá ma pháp hoặc 7 về tay sẽ được hồi lại 500 điểm gốc, bù qua sót lại còn đúng 100 que. Băng nhóm Tyranno có vẻ ấn tượng với màn thi đấu của Sudai hơn. Điều này làm cho đội trưởng của họ buồn phiền, vì quá khứ cậu cũng từng có nhiều người kề cận, về sau lại rời bỏ với mong muốn mình là cái rốn của vũ trụ, thì điều này thật thất vọng. Sudai rút bài, kích hoạt chiếc hũ tham lam để rút thêm 2 lá, kích hoạt tiếp ma pháp môi trường, nhà chọc trời, từ thế giới khủng long chuyển thành nhà cao tầng Landmark 81, khiến khủng long Tyranno bị giảm 300 sức công, đồng thời dung hợp Wildman và Feederman để triệu hồi một hero mới, Wild Windman, với khả năng đặc biệt bỏ một lá bài trên tay để phá hủy một lá ma pháp hoặc 7 trên sân. Nest of Amber biến mất, mở khóa Edman để về lại thế tấn công, được tăng thêm 1.000 sức công nhờ ma pháp môi trường. Lần lượt tấn công khiến đối phương còn 900 điểm. Chưa hết, kích hoạt Diffusion, tách quái thú ra để tấn công thêm một lần nữa, một trong những đòn combo mạnh nhất của bộ bài Hero, chiến thắng chung cuộc. Quá ấn tượng với sức hút của Sudai, cậu dọn qua Ozid Red và bái Sudai làm đại ca. Vậy là nhóm đã có thêm một người bạn, hy vọng cậu sẽ rủ Sudai tập game để to bự thêm một chút. Có thêm một người nhận ông anh kết nghĩa của mình làm đại ca, So tỏ ra ghen ghét vì sợ mình mất chỗ đứng trong lòng anh mình. Phòng chưa đủ chật chội thì thật bất ngờ, Asuka đang thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm qua ở ké bên Osiris Red, ai đuổi cũng không chịu về. Hỏi thật chứ nếu các ông thì có cho không? Mình biết lắm, làm sao mà không cho được. Vừa kịp lúc Manzume đã hoàn thành ngôi nhà của mình nên dắt mọi người đi khoe của. Nơi đây còn có cả spa và phòng tắm suối nước nóng, con nhà đại gia có khác. Lý do Asuka cuốn gói ra đi là vì giáo sư Sronos cùng với hiệu phó Napoleon đang tự tung tự tác, bắt cô phải đấu bài trong bộ trang phục này, khiến cô bất mãn mà ra đi. Cá nhân mình thì thấy giáo sư không có gì sai nha. Và vấn đề chính, họ bàn về việc có thông tin rằng giáo sư đang có kế hoạch loại bỏ Ozid Red. Ông ta đang cây cứu Sudai, giờ còn đang có quyền trong tay thì việc này không gì là khó hiểu.
Nhưng vì toàn thất bại nên lần này chuyển sang mục tiêu thân cận nhằm chia rẽ lực lượng, đó là Sô. Ông cố tình sắp xếp một trận đấu khác cấp giữa cậu và một người bên phía Obelisk Blue. Nếu Sô chiến thắng sẽ được thăng cấp lên Rai Yellow, điều mà cậu đang mong muốn. Misawa đến để thông báo điều này. Đối thủ của cậu là Kosoran với biệt danh Nữ Hoàng Côn Trùng, một cái biệt danh làm mất đi 50% sự sang trọng. Ban đầu, cậu sợ sệt chạy trốn, nhưng thành viên mới động viên chia sẻ, trong cuộc sống này, nếu chúng ta không tiến hóa, không thích nghi với thời đại luôn liên tục thay đổi, chúng ta sẽ bị diệt vong. Cậu sợ rằng, một ngày nào đó, những người anh em thân thiết của mình ra đi theo tiếng gọi đam mê, chỉ còn một mình ở lại với sự thất bại, nên quyết định liều một phen. Trước trận đấu, So nhắn gửi cho Mantume một gói thư nhờ đưa cho Sudai. Đó là một lá bài, xíu nữa chúng ta sẽ biết nó là bài gì. Còn bây giờ, bắt đầu nhanh trận đấu. Cô ta rút bài triệu hồi Rico Fiery ở thế thủ với khả năng ngăn chặn các đòn tấn công nhắm vào côn trùng, một lá bài hữu ích cho một bộ bài côn trùng. So rút bài kích hoạt ma pháp Seal Crush, có thể chọn một quái thú phòng thủ trên sân và tiêu diệt. Tiếp tục triệu hồi Steamroy, tấn công khiến cô ta còn 2200 điểm. Cô ta rút bài triệu hồi Prince Hopper, kích hoạt thêm ma pháp Multiplication of Ants, hy sinh quái thú để triệu hồi hai Army Ant Token. Và khi Prince Hopper bị đưa xuống mộ, sẽ triệu hồi đặc biệt một quái thú côn trùng từ tay, đó là ác chủ bài Nữ Hoàng Côn Trùng. Sức công sẽ tăng thêm 500 cho mỗi quái thú loại côn trùng mà nó tiêu diệt. Nhưng vì So không có quái thú côn trùng nào, nên cô ta kích hoạt thêm ma pháp môi trường Vườn Hoa Thụ Phấn. Mọi quái thú côn trùng cấp độ 4 trở xuống sẽ được chuyển quyền kiểm soát cho đối phương. Chưa hết bài, kích hoạt thêm ma pháp trang bị Insect Pheromone, có thể tấn công thêm một quái thú côn trùng bên phía đối phương, khiến So còn 700 điểm và được tăng thêm 1000 sức công. So rút bài, đưa Steamroy về thế thủ, triệu hồi thêm Submarine Roy. Quái thú này có thể tấn công trực tiếp người chơi, với khả năng đặc biệt có thể tự chuyển về thế thủ, úp một lá và kết thúc lượt. Sudai nghĩ chỉ cần lá bài PowerPoint nữa thôi thì So sẽ chiến thắng. Nhưng nào ngờ, lá bài So đưa cho Manzume trước đó chính là PowerPoint. Không hiểu tại sao cậu lại không sử dụng lá bài này trong trận đấu. Cô ta rút bài, triệu hồi Magic Longicon, sử dụng ma pháp môi trường, biến nó thành quái thú đối phương để tấn công thêm một lần nữa. Nhưng So lật bẫy Entry Forbidden, No Entry, chuyển tất cả quái thú đối phương sang thế thủ. Ngoài ra, phải bỏ một lá bài trên tay vào mộ, cậu đã hóa giải đợt tấn công lần này. So rút bài, kích hoạt ma pháp Vehicroy Connection Zone, tiêu diệt Magic Longicon, sau đó cho Billroy từ tay cùng với Submarine Roy và Steamroy vào mộ để triệu hồi đặc biệt Super Vehicroy Jumbo Brew, tấn công tiêu diệt quái thú đối phương. Với khả năng đặc biệt, nếu sức công cao hơn sức thủ quái thú đối phương, nó sẽ gây tổn thất dựa vào phần chênh lệch. Chiến thắng đầy thuyết phục, vì lần này cậu muốn chiến đấu bằng chính sức lực của mình nên đã quyết định không sử dụng lá bài mà anh Kaiser đã tặng. Và được thăng cấp lên Rai Yellow sẽ là phần thưởng xứng đáng. Mặc dù đã mặc áo vàng nhưng vẫn thường xuyên ăn ngủ ở Oasis Red, vậy mới vui ha các bạn. Mình xin tạm dừng video ở đây, cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thích video, hãy bấm like cho bọn mình để có động lực làm thêm nhiều video hơn nữa. Bye bye!